Em đang về cho anh em một cặp xe này. Đầu tiên là con Hai Ma nên em 2014 lăn bánh 2015 anh em ha. Hai Ma thì là một xe Hải Nam với lại một dòng xe Mazda của Nhật Bản anh em. Nó kết hợp liên danh nhau tạo ra con xe này. Xe thì cực kỳ hợp lý thôi. Anh em nhìn xe đời cao, form dáng đẹp như thế này mà chỉ có 138 triệu thôi anh em. Đó, biển số Quảng Nam anh em ha. Đèn đuốc đẹp hết này. Đó. Xe cực kỳ đẹp, nội thất như mới. Nội thất ghế da rồi là như mới, xe mới anh em ha. Đó. Chỉ có xe đang về nó hơi dơ tí thôi. Về em sẽ dọn rửa cho anh em lại ha. Đấy. Hai Ma. Rất là đẹp luôn. Gương kính điện này, đèn đốt em về em sẽ đánh lại cho anh em ha. Đời 2014 lăn bánh năm 2015 này anh em. Đấy. Form cực kỳ đẹp luôn. Mâm đúc thể thao này anh em. Đấy. 138 triệu anh em, tin được anh em số sàn anh em ha. Đây màn hình Android rồi thế này. Đó, máy móc nhất cái là nổ anh em ha. Đó, máy móc nổ anh em. Đấy, nhất cái là nổ thôi. Máy móc nổ rồi em ru. Gương kính chỉnh điện bóng điện rồi đầy đủ ha. Con Mercedes anh em ha. Mercedes C200 số tự động chạy rất ngon anh em, chạy rất ngon, nhẹ nhàng con số, máy số nhảy ngọt ngào anh em ha, máy 8. Con này thì tuyệt vời lắm, chạy rất sướng, chạy từ Quảng Trị về anh em. Đấy. Đó, anh em thấy dơ không? Đó, xe thì đang về hơi dơ. Giờ em sẽ quay báo giá cho anh em thôi và bữa em sẽ lên video chi tiết cho anh em ha. Anh em nào chốt trước thì em sẽ dọn theo ý yêu cầu của anh em. Đấy. Anh em nào muốn em dọn để đẹp cho quay video thì anh em đợi bữa em lên video ha. Đấy. Còn anh em nào muốn cho em mua luôn khỏi cần lên sóng thì anh em alo cho em. 110 triệu anh em ha. 110 triệu thôi. Đó, thôi lọc anh em 2 triệu còn 108 triệu anh em. Số tự động xe đẹp lắm anh em. Sơn si đẹp anh em ha, mâm đúc của theo xe này. Đó. C200 anh em ha. Đấy. Biển Quảng Trị nha. Máy móc thì nhất cái là nổ thôi, rất là đẹp. Đó. Vô lăng túi khí màn hình đồ đầy đủ hết. Xe không thiếu một cái thứ gì luôn anh em. Máy nhất là nổ này nè. Đó, máy nổ anh em. Tua máy lên rồi này. Anh em thấy không? Chạy sướng lắm. Kính bấm điện lên xuống hoạt động đầy đủ. 108 triệu anh em ha. Đặc biệt là xe này số tự động anh em. Số tự động chạy rất là ngọt ngào nhẹ nhàng, lên màn hình Android rồi đầy đủ rồi. Ghế da, hai ghế chỉnh điện nha anh em, hai ghế chỉnh điện. Khóa mốt đồ đầy đủ hết, gương kính bóng điện này. Xe đi về em sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho anh em ha. Báo giá trước cho anh em thôi. 108 triệu, cực kỳ hợp lý. Đó, cặp xe cực kỳ rẻ anh em. Con này tự động 2.8. Cảm ơn anh em ha.